Chương trình gắn kết phụ huynh hy vọng có thể gắn kết nhiều phụ huynh trên khắp nước Mỹ, giúp mọi người nhận biết sớm căn bệnh tâm thần, cam kết việc sử dụng súng an toàn và đấu tranh chống lại sự cô lập trong cộng đồng. Đây là sáng kiến mới nhất của nhóm những cam kết Sandy Hook, nhóm được thành lập sau vụ xả súng. Cậu con trai Daniel 7 tuổi của Mark Baden là một trong số những học sinh thiệt mạng sau vụ xả súng. Giờ đây Baden là một thành viên tích cực của chương trình kết nối phụ huynh. Tôi đã tham gia nhóm những cam kết Sandy Hook sau khi con trai tôi mất. Đây là một chương trình rất ý nghĩa và cần được nhân rộng. Hiện nay, vấn đề nhóm những cam kết Sandy Hook đang kêu gọi cộng đồng ủng hộ, đó chính là việc mạnh tay kiểm soát súng đạn của chính quyền và luật dành cho những người bị tâm thần. Chương trình kết nối phụ huynh hy vọng sẽ thu hút được khoảng 500.000 người tham gia vào cuối năm nay và con số này sẽ gấp đôi vào cuối năm 2014. Sau sự kiện Sandy Hook, tôi mong muốn mọi người hãy nhìn vào một thực tế, đó chính là tính mạng của mình có đang được đảm bảo an toàn. Hãy suy nghĩ về thảm kịch Sandy Hook và biến nó thành hành động. Ngày 14 tháng 12 năm 2012, một trong những vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất nước Mỹ đã xảy ra ở Sandy Hook khi một thanh niên có vấn đề về tâm thần nổ súng bên trong một trường tiểu học ở Connecticut, giết chết 28 người, gồm 20 trẻ em. Trước đó, vào tháng 7 năm 2012, một vụ xả súng khác đã xảy ra tại buổi chiếu phim Người rơi ở Colorado đã khiến 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương.